told me that in the 1 week you go to beach swimming in the noon. We'll be here for about 10 days. 10 days. Yes. 1 week. Yeah, over 1 week. In the 1 week, how many days you go to swimming in the noon? In the beach? Yes. Nearly every day. Nearly every day. Nearly every day. Wow. So I will ask you one question, maybe the first or maybe last week, last up. Okay. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nam Nam Vlog Official. Thì hôm nay mình sẽ làm một video giới thiệu là mình sẽ trải nghiệm thử tắm biển vào buổi trưa. Nani? Nani? Cũng là vì sao mình làm video này thì có rất nhiều người hỏi mình tại là tắm buổi trưa có đen không? Và tắm buổi trưa có cảm giác như thế nào, vì sao nước ngoài rất là thích tắm vào buổi trưa. Và hôm nay mình sẽ đưa các bạn tới một bãi biển an bàng để mình thử chiêm ngưỡng mình tắm vào buổi trưa xem cảm giác như thế nào nha. Rồi, đi thôi. Ok, đi thôi nào. Khá là đẹp, bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem nha.
Ở đây là kiểu là cái villa để họ nghỉ ngơi cho khách nghỉ ngơi, nhưng mà bên kia là bãi biển. Ồ, quá đẹp luôn. Okay, bây giờ mình sẽ tới khu vực bên bờ biển để đi vào và mình sẽ nghỉ đó nha. Wow, biển rất là đẹp. Mình đi buổi trưa đi quay video, nhưng mà mình muốn biết cảm giác như thế nào. Ở đây toàn là tay nha, rất nhiều tay luôn. Ít người Việt Nam mình tắm buổi trưa. Oh, ok, bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi tại đây và một lát nữa mình sẽ xuống tắm. Ok, bên nào đây. Wow, quá nóng luôn. Bây giờ là 1 giờ trưa thì rất là nóng luôn. Ở đây toàn là không có người Việt. Các bạn sẽ xem quanh một số. Đây, biển buổi trưa rất là trong xanh và mát mẻ. Okay. Thấy chưa, các bạn thấy không? Okay. Hôm nay thì rất là không may, mình có một bạn để đi quay video, để mình làm video. Nhưng mà bạn ấy rất là sợ đen, sợ nắng, và đặc biệt là chắc có lẽ là bằng, và một người bàn tay của mình cũng có thể cũng có bằng, và có thể mình sẽ làm video vào ngược lại ngày mai với bàn tay của mình. Mặc dù rất là nóng nhưng mà cảm giác feel. Bây giờ thì tất cả mình đã tắm đồ là đang nằm người, giờ mình tắm một mình thì không có chuyện. Ok, mình đã thấy hai người bàn tay trong tắm rồi, thì mình sẽ thay đồ vào. Cảm giác rất là mát các bạn nha. Bơi nào, vô trong sâu nào, vô trong sâu nào. Ở đây thì mình nghĩ là vì sao người nước ngoài họ thích tắm vào buổi trưa, thì thứ nhất là có thể là do thói quen tắm vào buổi trưa. Thứ hai là có thể là do vì người nước ngoài da họ da trắng nên họ tắm vào buổi trưa, tắm biển buổi trưa để mà nó sang chắc da. Thứ hai là khi mà tắm xong họ sẽ lên bờ hoặc phơi trên cát, hoặc là bôi một số loại thuốc để mà nó giúp cho da của họ sẽ chắc hơn. Còn đối với Việt Nam mình thì có kích da đen, thì như mình thì mình không sợ, rồi mình rất là đen luôn nha các bạn. Ok, cực kỳ sướng. Sâu quá. Ở đây rất là ít người tắm buổi trưa luôn. Tất cả cả mọi người họ đã lên bờ nghỉ ngơi rồi, những người đọc sách thì hầu như là ở đây chỉ có người nước ngoài thôi, người Việt mình rất là ít. Ồ, mình thấy một đằng kia, có thể mình sẽ qua hỏi bạn kia. Ơi, người Tây đang ở xa xa kia, mình có một con chó, có thể mình sẽ qua đó hỏi một số vài cái. Ok, come on, let's go. Ok, mình sẽ qua đó hỏi nha. Mình không biết có làm phiền không, thì tay có thể mình sẽ hỏi họ vì sao họ thích tắm buổi trưa. Yeah, chào mừng các bạn nha. Yeah. Bây giờ mình sẽ hỏi bà ấy nha. Tại vì mình đã hỏi họ trước rồi, họ có cho phép không, mình sẽ hỏi. Tiếng Anh của mình
sẽ phỏng vấn con chó nha. Wow. Hello. Boy or girls? It's a boy. Oh, it's a boy. Hello các bạn, mình đã hỏi vài câu rồi, có thể là không có lưu loát trong tiếng Anh nhưng mà mình cũng đã hỏi được hai ba câu. Bây giờ mình sẽ okay, you stay in Vietnam 1 year? No, I have been here for 4 years. 4 years? Yeah. So, what do you think for boy Vietnam? Boys in Vietnam? Yes, boy. Boys, not girl, boy. I mean, they're very friendly. Friendly, yes. Yeah. And I don't know. So, I have friends from travel. She like boy Vietnam, but her wedding, you know, weddings. Okay. Weddings. And I don't know girl from Chepo, they like boy white or brown skins. I don't think it's to do with their skin. I think people like who they like. It doesn't matter. Oh, not all people, not all girls. It doesn't matter what their skin is like. Yeah. So I very like girl from Chepo because they're strong, they're smart, yeah. And not quiet. Yeah, I think sometimes people who travel have different experiences in life. Yeah. Maybe are more resilient. Yeah. But also people that stay at home, they have to do hard things too. They have to look after families and work hard for their family. Yeah. Okay. Okay, he cut me. No. Okay, hello. Hello. You can click from my YouTube. Hello. Come here. Whoa, he's scared. Yeah. But looks nice. Yeah. Các bạn, chó sầu mình chắc là mình đang giống chó sầu mình thì gặp giống mình của mình nha. Để phỏng vấn bạn ấy là bạn sẽ đi tắm biển mỗi ngày hay là một vài ngày cuối cùng? Okay. How many days in the 1 week you go to beach swimming in the noon? I've been here for about 10 days. 10 days? 1 week? Yeah, over 1 week. No. In the 1 week, how many days you go to swimming in the noon? In the beach? Yes. Nearly every day. Nearly every day? Nearly every day. Wow. So, I will ask you one question, maybe the first or maybe last week, last episode. Rồi lên tắm rửa nha. Ồ, cắt không trời. What the hell? Ok, đây là mình đã xong rồi nha các bạn. Nóng quá. Để làm được một video như thế này thì phải phơi nắng cả ngày. Ngày mai chắc là đang về mẹ nhận không ra nữa. Ok. Ok, đây là đồ của mình nha.